Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tình tiết mới nhất của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, An Nhiên âm mưu thâm độc sau khi phát hiện Hà mang thai. Trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 18, An Nhiên đã phát hiện ra chuyện Hà mang thai. Tập 18 bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng VTV3 tối ngày 17 tháng 4. Trong tập này, An Nhiên đã tới gặp Hà để dằn mặt thúc ép cô ký đơn ly hôn. Tất nhiên Hà chẳng thể để cho An Nhiên đạt được điều mình mong muốn. Cô tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ cho An Nhiên được giành chiến ngôn thuận với Nghĩa. Khi đang nói chuyện với An Nhiên, Hà lại lên cơn ốm nghén, nôn ọe ọe. Điều này khiến cho An Nhiên suy nghĩ trong lòng. Lúc Hà đi rồi, An Nhiên dường như đã nhận ra chuyện Hà có thai. Cô ả vô tình tức giận nhận ra rằng Nghĩa cũng có tình cảm với Hà. Giờ đây Hà lại đang mang bầu con của Nghĩa. Nếu tương lai vẫn cứ dùng rằng chưa biết chừng An Nhiên sẽ mất tất cả chỉ lẫn trài. Vì lẽ đó cho nên sau cuộc gặp với Hà, An Nhiên bắt đầu ngọt nhạt với Nghĩa, thúc đẩy việc bán tập đoàn Lan Hà, bất chấp hiện tại việc mua bán này chưa mang lại giá trị cao như mong đợi. Dường như An Nhiên bắt đầu lo sợ nếu như Nghĩa biết chuyện Hà có bầu con của mình, anh ta sẽ thay đổi quyết định. Nếu không có tiền của Lan Hà, An Nhiên sẽ trông cậy vào đâu? Cô ả đã hy sinh cả thanh xuân và tình yêu của mình để lập mưu chiếm tập đoàn. Nếu bây giờ kế hoạch đổ sông đổ bể, chẳng phải là quá tàn nhẫn với An Nhiên hay sao? Về phần của Nghĩa, anh ta cũng bắt đầu suy nghĩ về những lời mẹ mình nói về chuyện An Nhiên là người phụ nữ máu lạnh chứ thật sự không yêu thương gì mình. Về chuyện Nghĩa thật sự có tình cảm với Hà cho nên mới lo lắng đến thế khi nghĩ rằng cô tự tử. Cũng trong tập này, Mỹ Đình tiếp tục ra tay với An Nhiên, lợi cũng cho An Nhiên cô ta dám miệng mai chuyện Mỹ Đình dùng tiền mua tình để bị chồng cắm sừng. Thế nên Mỹ Đình đã trả đũa bằng cách đăng một bài bóc phốt ẩn danh trên mạng xã hội. Trong bài viết này, Mỹ Đình đã tố cáo một chuyên gia tâm lý tên là NAN giúp chồng của bệnh nhân. Bài viết lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng, đến mức đồng nghiệp của An Nhiên cũng bàn tán xôn xao ở văn phòng. Biết bị chơi khăm, An Nhiên vô cùng tức giận. Liệu cô ấy sẽ có động thái gì đáp lại? Chúng ta cùng đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 19 lên sóng VTV3 tối thứ hai tuần sau nhé.